Chào các bác, đây là cái hộp đồng hồ của bác Hoàng. Hoàng ở Cần Thơ, số điện thoại cuối 7374, gửi cho em. Đó. Thì trong cái hộp của bác này, cái thư này, và lại còn một cái hộp nữa. Trong hộp có hộp các bác, cái này khá là cẩn thận. Bác cái cắt cái này ra. Và cái hộp mất khá nhiều thời gian. Đây, đây cái đồng hồ của bác ấy. Cái thư này không còn có gì cả. Đó. Thư hai cái thư và một cái đồng hồ. Thì em đây cái đồng hồ thư của bác này. Còn cái này không biết là cái giấy gì đây. À, đây là cái địa chỉ của bác ấy, địa chỉ của bác này bác tách riêng hẳn ra các bác ấy. À, đồng hồ chạy không chuẩn, lúc chạy lúc không, vị trí kim giờ và kim phút không đúng vị trí, anh làm chống nước nhé, có gì cần làm để đồng hồ chạy tốt anh nhắn qua Zalo. Đấy. À, còn cái này là cái địa chỉ của bác ấy. Đây các bác, địa chỉ Trần Gia Hoàng. À, số 7374. À, thì em sẽ kiểm tra cái đồng hồ này của bác. Thứ nhất em nhìn qua cái dây của nó. Cái dây này của nó là dây 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 ấy đấy. Dây rẻ tiền này. Đấy, bác không biết là cái này chắc chắn bác thay cái khác. À, nó mỏng lắm, này các bác nhìn nó mỏng lắm. Giống như đồng hồ điện ấy. Các bác nào cần thì các bác vào Zalo nhé, bên trên Zalo chỉ tìm kiếm các bác số điện thoại của em và ra Zalo của em. Các bác nhắn tin giúp em thôi nhé, các bác mong các bác đừng gọi bởi vì em không nghe máy đâu. Đấy, trong quá trình làm thì em sẽ không nghe máy và đa số là người nhà em nhận máy chứ em không nhận máy. Đấy, nên là không nghe được là các bác cũng thông cảm. Con này của bác này, con SK đấy chung này, và cái núm này em nhìn qua này, các bác nhìn này, nó đang bị chưa đóng hết vào này. Đấy, em lại rút ra chỉnh giờ này nhé, không chỉnh được giờ các bác nhé. À, đầu tiên là không chỉnh được giờ này. Đó. Đóng vào hết cỡ này, cũng không chỉnh được lịch nhé. Đó. Rồi bây giờ em sẽ tháo đầu ngoài ra kiểm tra. Cái này của nó có vết xước này các bác này, vết xước này. Đó. Và đây này, cái chỗ này của nó cũng bị hỏng này, lỗi này. Đó. Rồi em sẽ tháo cái đồng hồ này ra. Thằng này có vết xước khá nhiều. Con này chắc chắn là đã đánh bóng rồi nhé. Rất là bẩn này, khá là bẩn này các bạn. Rồi em sẽ nên tháo cái gioăng này ra để nhấc ra. Đây cái gioăng này nó dính vào trong bố két này. Đó. Em thì em làm không bao giờ đeo găng tay đâu nhé, nhưng mà trong quá trình làm em đều rửa tay hết rồi các bác ạ. Các bác xem video trên mạng ấy thì đa số người ta làm đeo găng tay hết đúng không ạ? Nhưng mà ra ngoài đời các bác nhìn thấy thợ làm đa số không đeo găng tay đâu. Em làm quen rồi này, cái nước nước vào nó dỉ hết cái căn quần sắt các bác này. Đấy, bây giờ lau đi để nhìn thấy nó bẩn. Con này nước vào khá nhiều đấy. Nhìn qua này em thấy này, mình nhám này nó bị oxy hóa hết. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra cái hệ thống tự động của nó. Đó, em đã đánh dấu cái vạch chấm bút dạ vào đây. Em quay để kiểm tra. Em thấy là cái tự động nó vẫn vẫn ok nhé, vẫn lên được code nhé. Vẫn lên code bình thường. Đó. Bây giờ em sẽ lên thử code tay. Đó, lên code tay thì thấy là tóc vẫn chạy này các bạn. Tóc vẫn chạy. Em kiểm tra cái tóc nhé. Tóc hơi yếu. Đúng không? Tóc hơi yếu. Cho nên cót căng một chút nữa. Xem. À, này hết cót rồi. Mình kiểm tra lại tóc. À, tóc đứng này. Bây giờ em sẽ thử gạt đầu tóc.
không được. Đó. Hiện tại thì em phải tháo cái cá này ra kiểm tra xem là nó bị làm sao. Em sẽ đóng cái mâm. Bây giờ em sẽ rút ra chỉnh giờ xem. Chỉnh giờ này. Không nhảy lịch nhé bác nhé. Lịch không nhảy tí nào nhé này, các bạn thấy không? Rồi sẽ đóng vào để kiểm tra xem nó có chỉnh được lịch không. Không chỉnh được, lúc không được. Được rồi. Ok. Kiểm tra lúc bơm. Kiểm tra lúc bơm vẫn bình thường nhé. Lúc bơm vẫn bình thường. Em thử lắp vào vỏ để kiểm tra xem là cái bơm lịch này có bơm được không. Đấy, muốn kiểm tra cái bơm lịch này bắt buộc là phải đóng vào để kiểm tra. Đấy, các bác nhìn thấy khi đóng hết mũng ti vào này nó bị hở này. Đó, nó bị hở này. Đấy, và đây, đóng hết vào rồi các bác này, đóng hết vào rồi vẫn chỉnh lịch. Đóng hết nút ti vào rồi vẫn chỉnh được lịch, tức là nó chưa vào hết cá. Đó. Và xem cái bóng đinh này không quay nhé, bóng đinh này không quay. Này, cái này không quay, em không chưa biết lý do vì sao nó không thấy quay nhé. Và em sẽ kiểm tra cái bơm lịch, thì vẫn ok này. Đó. Bơm lịch thì vẫn ok. Đóng không vào hết này. Các bạn thấy không? Đóng không vào hết này. Phải thay cái núm nhé này. Núm này bị hỏng này. Núm này hỏng rồi. Đấy. Bác không chỉ đây. Em tháo ra em nhìn qua em biết là hỏng rồi. Em tháo ra nhìn chẳng bác nhìn răng này. Răng nó rách hết rồi. Đó. Đấy. Nó rách hết hỏng hết rồi. Thậm chí nó cái chắn của cái này cũng hỏng được. Đó. Vậy thì con này em làm những cái gì? Em khám qua rất là nhanh thôi. Thứ nhất là em sẽ lau dầu con đồng hồ này. Đấy, các bác thấy nhìn đây em biết là nó lộn xốc rồi. Đấy, kinh nghiệm anh nhìn em biết. Đấy, nghiêng phát là biết là cái này lộn xốc rồi. Thì tóc là hơi yếu. Đấy, nếu không ổn phải thay tóc khác ấy, bởi vì cái tóc đã lộn xốc rồi. Đấy, thứ hai là sẽ lau dầu. Thứ ba nữa là em sẽ chống nước cho bác ấy. Thứ này, tư nữa là em sẽ kiểm tra xem là lịch liếc này nó không nhảy này các bác. Đấy, quay 24 tiếng không nhảy nhé. À, không nhảy lịch, à, em thấy không? Không hề nhảy lịch nhá, đúng không? Đây, thay cái bánh lịch đây là xong. Đó, đây là những cái bệnh của cái đồng hồ này. Những cái dòng này thay đồ thay rất là mềm giá và dễ thông dụng. Và thậm chí là xin thưa với các bác cái đồng hồ này kim thợ lắp không chuẩn nhé. Đây, các bác nhìn thấy kim giờ và kim phút này, nó chạm xít vào nhau đấy các bác thấy không? Nó chạm vào nhau rồi. Nhưng người thợ lắp cái này không chuẩn. Thế thì cái này em sẽ thay bộ kim khác các bác luôn nhé. Thay bộ kim khác cho bác ấy luôn cái này. Đó. Thay kim này, lau dầu chống nước này, thay bánh lịch này, thay